mọi người đang áp đặt người vợ hiện nay á, rất là khó khăn. Chúng tôi vừa phải phụ giúp gia đình trong một cái nền kinh tế hiện nay á, nuôi con á, một tháng phải 10 mấy triệu, cái gì cũng phải góp vào, nhưng mà cuối cùng á, lại bắt người vợ phải tề gia nội trợ mọi thứ thì rất là khó. Cho nên hãy đồng cảm hơn cho người phụ nữ, hãy yêu thương chúng tôi hơn và san sẻ với chúng tôi nhiều công việc hơn, để chúng tôi cảm thấy rằng có khả năng nhỏ nhẹ với chồng. Chứ còn mà cả ngày đi làm ngoài đường á, lại về rồi thấy nhà dơ một nùi như vậy á, hỏi người nào không bực, bạn có bực hay không, thì bạn đòi hỏi gì người phụ nữ không bực. Rồi chúng tôi sẽ nhỏ nhẹ trở thành một người, một con mèo ngoan cho các bạn, để các bạn yêu thương và vỗ về, chứ không bao giờ trở thành một con, gọi là một sư tử cái đâu. Bởi vì người phụ nữ vốn quyền là chúng tôi ngay từ đầu rất muốn được che chở và yêu thương, được các anh dẫn nhau đi coi phim. Nếu như chúng tôi không phải thời gian đi dỗ con, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần, giặt áo hoặc là lau dọn bếp núc, thì chúng tôi cũng mong muốn là các anh đem về đủ số tiền như vậy đi, chúng tôi nhờ một người khác làm, rồi chúng tôi không có lòng lộn lên.